Xin chào quý chị nhà đầu tư đã quay trở lại với chương trình bản tin trưa của TVI ngày hôm nay. Bắt đầu tuần mới ngày 12 tháng 8 chúng ta có những gì? Buổi sáng ngày hôm nay chúng ta đang có một số diễn biến tương đối là tích cực đến từ thị trường chung. Index đóng cửa phiên sáng tăng 3,74 điểm quanh mức 1.227 và có rất nhiều cổ phiếu mạnh ở trước đó thì cũng đã tiếp tục được cái đà tăng. Thanh khoản ngày hôm nay thì cũng tương tự với cái mốc so với buổi sáng ở phiên thứ 6 tuần trước mà thôi, thì nó cũng không có quá nhiều sự đột biến về mặt thanh khoản. Tuy nhiên ở trên cái diễn biến của thị trường về mặt chỉ số giá thì chúng ta cũng đang có những dấu hiệu tích cực trở lại. Mọi người có thể thấy được rằng là tuần trước chúng ta đã có một tuần diễn biến rất là tích cực khi mà đóng cửa rút chân rất mạnh và cao nhất cả tuần, đúng không? Đóng cửa quanh cái mốc 1.225 điểm đó, và rút chân rất là mạnh với khối lượng lớn hơn so với khối lượng tuần trước đó, dừng chân quanh mốc MA 200, giữ cho index trên mốc MA 200, và đầu tuần này lại là tiếp tục là một cái phiên tiếp đà tăng giá nữa. Quan trọng hơn hết là chúng ta đang thấy được có rất nhiều các cái cổ phiếu mạnh mà chúng ta theo dõi ở giai đoạn trước ấy, đã bắt đầu có sự bùng nổ và cũng đã bắt đầu có sự lan tỏa nhất định. Có thể hôm nay chưa phải là một phiên bùng nổ tối đa, rồi hôm tuần thứ 6 tuần trước cũng chưa phải là phiên bùng nổ tối đa, nhưng chúng ta sẽ có cơ sở hơn để chúng ta theo dõi ở những cái phiên sắp tới nữa, bởi vì là phiên bùng nổ tối đa nó sẽ xuất hiện sớm thôi, từ phiên thứ 4 đến phiên thứ 7 của nhịp nỗ lực phục hồi, và hiện tại chúng ta đang ở phiên thứ 5 rồi, và trong tuần này tôi nghĩ là sẽ rất có khả năng cao là chúng ta sẽ có phiên bùng nổ tối đa. Đi chi tiết hơn đến các cái nhóm cổ phiếu thì chúng ta thấy được là những cổ phiếu mạnh mà chúng ta theo dõi tuần trước, ví dụ như là Thế Di Động, đúng không, vẫn đang tiếp tục bị đà tăng, hay là chúng ta có những cái cổ phiếu thuộc nhóm dưới như là GAT này, đúng không ạ, GAT này, PLX này, Vinamilk này, rồi cả FPT. Đây đều là những cổ phiếu mà chúng ta đang theo dõi ở dạng trước đó, thì hiện tại đều đang cho một nhịp tăng tương đối tốt. Và FPT đến thời điểm hiện tại mọi người đang thấy được rằng là đang quanh cái mốc 129, đúng không, 129.6, thì khả năng cao nếu như chiều nay FPT tiếp tục duy trì được cái đà tăng này và tốt hơn nữa thì có thể nhấc được lên trên khoảng độ vùng 130, thì có thể sẽ kết thúc được cái xu hướng giảm trong ngắn hạn, giải tính từ vùng đỉnh là từ giai đoạn giữa đầu tháng 7 cho đến thời điểm hiện tại, thì FPT sẽ tiếp tục bứt phá và vượt qua khỏi vùng 30 thì có thể sẽ bước vào cái nhịp phục hồi và quay trở lại vùng đỉnh cũ 137 trong giai đoạn tới mà thôi, đúng không? Bên cạnh đó thì chúng ta đang bắt đầu thấy được cái sự lan tỏa của dòng tiền tốt hơn đến các cái nhóm cổ phiếu khác, mà mọi người có thấy được rằng ví dụ như là nhóm phân bón hóa chất trong phiên ngày hôm nay, đúng không? Chúng ta có CSV tăng trần đấy, sau khi mà kết thúc hai lượt thu hẹp biến động đấy, một cái vùng tích lũy khá là cao ở vùng đỉnh đấy, tuy nhiên thì đây cũng là một cái sự tích cực thôi, đây là một sự lan tỏa rất là tốt đến từ dòng tiền đấy. DDV cũng tương tự như thế, LAT, BFC, Đức Giang thì đâu nhìn trông như thế nhưng chúng ta đã có một kỳ phục hồi đâu khoảng độ gần 10% từ vùng đáy đấy. BFC, Đức Giang hay những nhóm cổ phiếu phân bón như là DCM và DPM, càng ngày thì chúng ta sẽ phải càng thấy được cái sự lan tỏa của dòng tiền sang các nhóm ngành khác, giống như dòng tiền đang lan tỏa sang cái nhóm phân bón ở ngày hôm nay. Những cái nhóm cổ phiếu như chứng khoán chẳng hạn, đúng không, chúng ta đã có những FTS, những BSI, nó đã có một nhịp tăng rất là tốt từ vùng đáy rồi, thì cái việc dừng chân trở lại ở đây tôi nghĩ là cũng phù hợp để dòng tiền nó có thể luân chuyển sang được cái nhóm cổ phiếu khác. Và những phiên chiều nay, những cái phiên như phiên chiều nay hoặc là những phiên sắp tới, mọi người sẽ phải quan sát những cái nhóm cổ phiếu xem cách phục hồi của nó như thế nào, đúng không ạ? Bên cạnh những cái nhóm cổ phiếu phục hồi tốt như vậy, vẫn có những nhóm cổ phiếu mà nó chưa có dấu hiệu tạo đáy, ví dụ như bất động sản chẳng hạn, đúng không? Mọi người có thể thấy được là những cổ phiếu tưởng chừng như đã dừng chân ở vùng đáy và đi lên thì vẫn gọi là có một số cái biến cố và vẫn chưa dừng chân được, chưa tạo đáy được. Cho nên những nhóm cổ phiếu như thế này thì Hoàng khuyên rằng là mọi người tạm thời mà chưa nên tham gia vào, chưa nên quan tâm quá vội vào những nhóm cổ phiếu kiểu như vậy. Đấy chứ ạ. Đây, bởi vì là đến khi mà thị trường nó cân bằng trở lại và các nhóm này luân phiên xong thì có thể nhóm này nó sẽ được hưởng lợi một phần nhất định nào đó và nó sẽ phục hồi trở lại thôi. Còn tốt nhất chúng ta ở thời điểm hiện tại nên tập trung vào các cái cổ phiếu mạnh mà TVI đã nốt lại cho chúng ta theo dõi, đúng không? Vừa nãy Hoàng có short TNG nữa. TNG thì trước Hoàng có bảo mọi người là cái ý chí của nó tương đối kém, đúng không? Và chúng ta sẽ phải chờ sự xác nhận của thị trường. Thì với cái việc là thị trường đang tốt lên dần thì TNG nó cũng đang cho thấy được là giờ mình cũng có thể sẽ chạy theo được cái thị trường ở thời điểm hiện tại thôi, nhịp hiện tại. Nên là nếu như mọi người có thì mà nên nắm giữ tiếp để cho đoạn tới nhé. Có hai vấn đề mà rất nhiều anh chị có đặt câu hỏi với TVI thì Hoàng sẽ chia sẻ luôn ở trong cái bản tin trưa ngày hôm nay. Thứ nhất, nếu như mà chúng ta không mua kịp cổ phiếu và có phải mua bù thì làm sao, đúng không ạ? Thì thực ra là cái việc mà chúng ta không mua thăm dò kịp cổ phiếu ấy, thì nó cũng là một chuyện hoàn toàn bình thường, bởi vì là đôi khi chúng ta đang không xem được bảng thì mọi người có thể không theo dõi được. Với những cái bản tin như thế này Hoàng chia sẻ mọi người một chút, đó là chúng ta có thể sẽ phải mua bù ở những cái phiên ngày sau. Ví dụ
buổi hôm trước mọi người có thể lỡ mất ở cái giá chúng ta khuyến nghị đâu khoảng độ giá x chẳng hạn, thì ví dụ những ngày hôm sau cái việc rung lắc quanh cái phiên cái biên đó khoảng độ 1-2%, tôi nghĩ là chúng ta vẫn hoàn toàn có thể tham gia được, đúng không ạ? Chúng ta sẽ tính như thế này, tính từ cái điểm breakout và tính từ đó cộng lên khoảng 5% nữa nếu như chúng ta vẫn ở trong biên đó, đúng không? Trong biên đó hoặc đổ xuống khoảng 2%, nếu như vẫn trong biên đó thì mọi người vẫn hoàn toàn có thể tham gia được. Đây là một cái quy tắc mua của O'Neil đã chia sẻ. Thì cái này thì mọi người có thể theo dõi ở trong các cái cuốn sách mà William O'Neil chia sẻ với mọi người, đúng không ạ? Thì đây Hoàng sẽ cộng trừ khoảng độ 2-5% thì mọi người vẫn có thể đi mua trong biên đó. Và thứ hai nữa đó là cái câu chuyện là nếu như cái cổ phiếu mà TVI khuyến nghị trong cái ngày hôm mua hôm đó mà nó đạt điểm mua thì chúng ta phải mua như thế nào, thì mọi người hoàn toàn có thể thăm dò trước khoảng 30-50% của một lô mà chúng ta đi tham gia. Một lô ở đây nó tương đương với cả khoảng độ 20-25% tài khoản của mọi người. Tùy cái này, tùy vào cái cách chia tài khoản mỗi người nhé. Ví dụ tài khoản Hoàng có 100 triệu chẳng hạn, thì một lô nó sẽ tương đương với khoảng độ 20 triệu. Ví dụ như thế, 20-25 triệu. Và cái thăm dò, khoản thăm dò đầu tiên ấy, thì mọi người chỉ nên mua khoảng độ 30-50% của 25 triệu đấy mà thôi, đúng không ạ? Bởi vì Hoàng biết là rất nhiều người gọi là thăm dò một cái nhưng mọi người mua rất là căng, mua hết cả cái tài khoản của mình luôn. Hoặc là mọi người mua tính sức mua của mình là bằng full tài khoản, tức là có 100 triệu thì mọi người tính tổng sức mua thành 200, và lúc đó mọi người mua 30% thì nó chiếm đến khoảng 60% tổng NAV của mình mất rồi. Thế thành ra là cái việc xử lý về sau đấy rất là khó. Đấy thì chia sẻ với mọi người hai cái hướng như vậy để chúng ta có thể tiếp cận thị trường ở thời điểm hiện tại nó an toàn hơn, được chưa? Còn quay trở lại với thị trường chung thì chúng ta vẫn đang có một cái mốc kháng cự tương đối là quan trọng quanh cái khu vực khoảng độ 1230-1240, quanh đây một chút, đúng không ạ? Thì đây vẫn đang là một cái vùng cung tương đối là tiềm năng, bởi vì có những rất nhiều những cây vốn lớn mà tụ tập quanh cái khu vực hiện tại ở đây. Nên là ở đây cũng sẽ là một cái vùng mà chúng ta cần phải lưu ý và chúng ta không nên mua đuổi ở giá quá cao. Những cổ phiếu nào mà thực sự đạt điểm mua thì mọi người hãng tham gia ở thời điểm hiện tại, bởi vì những cổ phiếu đấy thì nó sẽ mang lại cho mọi người cái biên độ an toàn nó cao hơn so với những cổ phiếu mà vẫn đang lơ lửng mà nó chưa tạo thành một cái điểm mua nào cả. Được chưa? Rồi, đấy là yếu tố thứ nhất. Và yếu tố thứ hai thì chúng ta sẽ phải quan sát và tập trung vào các cổ phiếu mạnh mà chúng ta đang theo dõi, đã và đang theo dõi ở dạng trước đây. Bởi vì có một lần TVI chia sẻ mọi người rồi là thị trường tăng thì nó sẽ phải phụ thuộc vào những cái đôi chân mạnh nhất. Và nếu như nó không được đi lên bằng những đôi chân mạnh nhất ấy, thì đấy sẽ là một cái thị trường tăng nó không an toàn. Được chưa? Và có thể sẽ là một vài cổ phiếu penny, những cổ phiếu nhỏ nó tăng trần, nó tăng mạnh chẳng hạn, nhưng chưa chắc đấy sẽ là một cái cơ hội tốt để mọi người có thể tham gia được đâu. Nên là chúng ta hãy tập trung vào những cổ phiếu thực sự nó cho chúng ta một cái nền tảng vững chắc và những cái điểm mua nó đủ tin cậy. Đấy chứ? Ok, xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những cái bản tin trưa lần sau.